sáng dễ thương. Bạn này của chúng ta là gương mặt rất là quen thuộc mà các bạn chúng ta đã nghe rất là nhiều các bài hát hay ở trên TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Liên Khúc Trung Thu. Và một tràng vỗ tay cho bạn Bảo Ngư. Ông chàng trong cô gái chàng trai.